các bạn thân mến, Nha Trang từ lâu là thành phố du lịch biển nổi tiếng và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước. Tháp Bà Ponagan là một nơi chiêm bái tín ngưỡng linh thiêng của tất cả người dân nơi đây và là địa điểm nhất định phải có khi đến du lịch Nha Trang. Tháp Bà Ponagan còn có tên gọi khác là Yangpo Nunaga hay Yangpo Aganga, trong tiếng Chăm có nghĩa là giống cái. Tên đầy đủ là Ponunagan hay gọi là Poanagan, là ngôi đền của người tộc Chăm nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ cao khoảng 10 mét so với mực nước biển ở cửa sông Cái, Nha Trang, Khánh Hòa. Nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang 2 km về phía bắc, thuộc phường Vĩnh Phước, tháp Ponagan được dùng để chỉ chung cả một công trình kiến trúc, là tên của ngọn tháp lớn nhất, cao khoảng 23 mét. Ngôi đền này được xây dựng trong thời kỳ đạo Hindu, Ấn Độ giáo, khi Champa trong giai đoạn hưng thịnh, có tên gọi là Hoàng Vương Quốc. Được xem là một quần thể kiến trúc Champa lớn nhất Việt Nam hiện nay. Tất cả được chia ra thành ba mặt: khu vực tháp cổng, Mandapa, khu tiền đình và cuối cùng là khu đền tháp. Do trải qua biến động của lịch sử và thời gian, hiện nay tháp Bà chỉ còn lại 5 công trình kiến trúc tập trung ở Mandapa và đền tháp ở trên. Ở đây chúng ta sẽ thấy được mấy cái có những cái trụ, những cái viên gạch này làm tôi nhớ đó. Bạn nhớ thời văn hóa ốc eo không? Đây nè, những cái thời những cái viên gạch mà lúc thời kỳ Chăm Ba đó, với lại cái mình bảo có cái video mà mình đi đá Ba Chồng á, với lại văn hóa ốc eo á, hình như là những cái viên gạch này nó có cùng một cái niên đại với nhau. Ở đây thì cái người Việt cổ mình á, có dịp thờ cúng hay lễ gì thì ở đây người ta sẽ làm lễ ở đây trước, và sau đó thì có cái bậc thang, họ sẽ đi lên bậc thang như thế này. Các bạn thấy bậc thang rất là dốc. Bây giờ thì người ta không cho đi lối này nữa, cũng có thể là cái lối này á là nó nguy hiểm, cái lối đi này nó dựng đứng nguy hiểm quá, với lại một phần nữa thì đã rất là lâu rồi, nên ở đây người ta muốn cho cái khách du khách họ đi lên cái bậc thang này. Khu tiền đình Mandapa có niên đại ở thế kỷ 11, đều xây bằng gạch nung, gồm 4 hàng cột lớn. Nơi đây hiện nay chỉ còn lại 2 dải cột chính dựng bằng gạch hình bát giác. Mỗi bên gồm 5 cột lớn đường kính 1 mét, cao hơn 3 mét, 12 cột nhỏ và thấp đặt ở hai bên. Tất cả đều nằm trên một nền gạch cao 2 mét. Người ta cho rằng đây vốn là một tòa nhà lớn có mái ngói, là nơi để khách hành hương nghỉ ngơi và chuẩn bị lễ vật trước khi dâng lên điện bên trên để cúng. Từ tầng này có một dải bậc thang bằng gạch dốc hơn dẫn thẳng lên tầng điện chính bên trên. Để lên dâng hương cho mẹ xứ sở, bạn phải trải qua những bậc
tam cấp rất dốc, phải bám sát vào những viên đá phía trên để không ngã ra sao. Đó là thử thách lòng tôn kính với các vị thần thời bấy giờ. Hiện nay, người dân đã mở những con đường bậc đá men sườn đồi bên cạnh để tiện việc cho khách hành hương di chuyển lên tầng trên và cũng là để bảo tồn lối đi chính của quần thể Bonagan này. Ừ, đi vòng chơi, đi vòng chơi. Đi 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 qua đây nè. Ở đây tôi nhớ không lầm là có ba cái vài phiến đá, có vài cục đá mà tôi nghĩ là không phải mà vô tình mà nó nằm ở đây. Ờ như đây 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 nè. Các bạn thấy không? Đây là cái biểu tượng của sinh thực khí nam. Các bạn biết đó là cái gì rồi. Tôi nghĩ là nó không phải vô tình mà nó nằm ở đây. Chắc có là một cái sự sắp đặt nào đó của người Việt cổ. Còn nữa, đi qua đây. Tôi nhớ còn vài phiến nữa. Có nhiều du khách thường hay đến để chiêm ngưỡng nơi này, nhưng mà lại quên đi một điều khá là đặc biệt. Ở đây có một cái phiến đá hình như là cái lưỡi, mọi người nhìn cho kỹ nha, như là một cái lưỡi. Ở đây có người ta cũng phải có thờ cúng. Tôi nghĩ là đây là vật linh thiêng. Cái cây khế này cũng rất là đặc biệt nha mọi người. Nó chỉ có cái thân, nó không có thân, nó chỉ có một cái như là một cái miếng. Bộ thân thì không còn đó, chỉ có những cái vỏ, nó rất là mỏng nhưng mà nó vẫn sống, vẫn ở đây là không phải cây khế, là cây gì anh hả? Cây thị. Cây thị. Những di tích để lại thì khu đền tháp có tổng cộng là 6 Kalan. Kalan trong tiếng Champa là đền tháp. Chỉ còn hiện hữu 4 tháp. Hai tháp phía sau đã bị hủy và chỉ còn lại nền móng. Đây là theo thời gian mọi người nhìn nhé. Chúng ta sẽ thấy những cái viên gạch nè, những cái viên đá theo thời gian thì nó đã bị bào mòn rất là nhiều. Nhưng mà cái chất liệu á, ngày xưa của cái người Việt cổ á, thì mình thấy nó rất là chắc chắn. Mình sơ thôi, mình cũng đã thấy đủ thấy là đây là một hình thù của một người đàn ông. Tôi nghĩ là một cái vị thần trấn giữ cửa hay là gì đó. Tất cả đều được xây dựng một kiểu giống nhau, chỉ khác về kích thước và độ rộng. Được xây dựng theo bình đồ hình vuông, từ chân thẳng tắp đến gần đỉnh tháp.
vị trí trên cùng được thiết kế theo kiểu hình chớp nón. Xung quanh khu vực này mình sẽ, các bạn sẽ thấy được một cái khu trưng bày. Ở đây thì tôi không biết là những cái hiện vật này là xưa hay là mới, hay là tạo dựng mới đây, nhưng mà tôi thấy giá trị của nó rất là cao, rất là hay. Bởi vì những cái vậy đâu hả, tất cả những bức tranh nhé mọi người. Đây là mọi người xem nhé, ở đây có cả một cái mô hình tháp của tháp bà thu nhỏ, rất hay, rất đẹp. Hồi bữa nay không có ca múa gì ha. Tháp thờ chính của dãy phía trước khá lớn, cao khoảng 23m, được xây dựng năm 813 đến 817 và được tu bổ, sửa lại vào thế kỷ 11, là một kiệt tác về nghệ thuật điêu khắc của cư dân Champa cổ. Đây là sự kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa giữa kỹ thuật tượng tròn và kỹ thuật chạm nổi. Bên trong thờ bà Thiên Y Thánh Mẫu Anna Bonaga, tương truyền rằng bà là một vị thần được tạo ra bởi áng mây bọt biển, là người tạo dựng ra trái đất, sản sinh gỗ quý, cây cối và lúa gạo. Nghe có vẻ rất hư cấu. Bà có đến 97 người chồng và 38 người con gái đều hóa thần. Tòa tháp là lối kiến trúc đặc trưng của người Chăm, với lòng tháp rộng tới đỉnh, cửa tháp quay về phía đông. Mặt bên ngoài có rất nhiều gờ trụ đấu. Trên đỉnh, các trụ thường trang trí bằng gạch với hoa văn hình vòm, trông rất giống như đặt một chiếc tháp nhỏ lên một chiếc tháp khác. Xung quanh di tích hiện nay còn một số tượng người, tượng thú. Trên đỉnh tháp là tượng thần Shiva, cưỡi ngưu thần Nandin, cùng các tượng linh vật khác như thiên nga, dê, voi. Mặt ngoài tháp được trang trí với những hình điêu khắc như vũ công, người chèo thuyền, xay gạo, đi săn, vân vân. Suốt quá trình tồn tại và phát triển của người Chăm đã để lại những di sản văn hóa khổng lồ. Văn hóa Champa có ý nghĩa to lớn về vật chất và tinh thần của dãy đất miền Trung Việt Nam. Tháp Bonagang chính là một thành tựu tiêu biểu nhất về nghệ thuật xây dựng kiến trúc đền tháp, nghệ thuật điêu khắc, bia ký và tôn giáo tín ngưỡng, một chứng tích rõ ràng cho sự ảnh hưởng lớn mạnh của Hindu giáo đối với người Chăm và sau này là người Việt. Yeah.